Khi mà chúng ta học một cái phương pháp điều trị á, thì cái phương pháp mà bóng quyền mà hôm nay chúng ta nói á, thì nó chỉ giải quyết cái vấn đề triệu chứng thôi. Mà cái căn cơ á, là chúng ta không bao giờ quên, đó là chúng ta phải kết hợp giữa cái bốn cái là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá nóng và gọi gì? Uống nước ớt. Thì đó là nó mới có tính toàn diện được. Chứ đừng có bao giờ chủ quan là mình bấm vậy là khỏi luôn. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta điều trị cho một cái bệnh nhân á, mà chúng ta thấy nó, mình đã làm đúng quy trình rồi mà nó vẫn có cái đau đớn vẫn còn, thì một điều duy nhất á, là chính là cái axit ở trong máu tăng lên, cái axit uric tăng lên. Do vậy á, mà chúng ta cần phải là hợp tác với cái phương pháp nhịn ăn thì mới có một cái hiệu quả. Cho nên á, là sắp tới á, là cái viện nghiên cứu bóng quyền của chúng ta sẽ coi như là hợp tác hay là đồng quân chút xíu với cái hội mà giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại cái đó nó thích hợp với cái công việc của chúng ta, vì trong đó có vấn đề giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và khi mà mình điều trị cho một cái bệnh đó, thì mọi người đừng có bao giờ quên đó, là mình phải theo dõi rồi đồng thời á, mình phải chú ý lắng nghe cái tiếng nói của người bệnh. Ngoài ra chúng ta được có một cái mà tôi là sẽ bảo trợ cho cái nhóm này trong cái quá trình mình thực hiện á, một cách nghiêm túc mà còn có cái gì đó trục trặc thì mọi người á, là nhắn tin vô trong cái Facebook em có cái nhóm đó em thì tôi sẽ trả lời. Nhưng mà chúng ta chú ý một điều là chúng ta tập trung về cột sống cổ và vai gáy, đừng có đi lang mang quá, đừng có đi xa vấn đề quá. Tự nhiên hỏi người đó cầm bấm sao, người đó bị chân thấp chân cao bấm sao, mà đừng có đi làm mấy cái chuyện đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, trước khi mình bước vào cái chuyên môn á, thì đừng có bao giờ chúng ta cái gì mình cũng rớt vô hết. Ví dụ như có một người họ nói tôi bị cận thị, mình nói để bấm thử coi sao, đừng có thử, chắc chắn là không kết quả đó. Và tôi tin đến một điều là tại vì tôi là bác sĩ, tôi không có bao giờ tin một cái phương pháp nào ngoài cái chuyện của viện mắt làm ấy, chữa cận thị. Cho đến bây giờ là không bao giờ tôi tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Ở trên mạng là cứ lai lại cái chuyện mà dùng là diện trận để chữa mà cận thị độ 9, độ 10 đâu, rồi xuống nhau truyền đạt, cái đó là cái điều không bao giờ có. Mọi người biết đó, là nếu như đó, là họ làm mà tốt vậy thì cái viện mắt nó đóng cửa rồi. Chúng ta nên biết mình là ai và phải biết mình làm được cái gì. Tôi công tác ở bệnh viện 10 năm. Tôi sang Pháp học 4 năm và tôi công tác cho tới bây giờ. Mà khi mà thực hiện được cái phương pháp thập chỉ liên tâm á, có nguồn gốc là thập chỉ đạo đó, tôi cũng chỉ tập trung vào những nhóm bệnh cột sống cổ, cột sống lưng, đầu gối,
suy giảm tính mạch chân. Còn cái khổ thì có những cái bệnh đó thì không nói, thấy không? Thì mọi người thấy là mình đi chuyên sâu như chỗ đó là vì sao biết không? Là mình biết rằng mình ăn chắc, đừng làm một cái chuyện gì phiêu lưu, thấy không? Và tại sao mọi người thấy là tôi đi khắp thế giới, chỗ nào tôi đi cũng được, mà chỗ nào tôi đi làm cũng hiệu quả, chỗ nào tôi làm là thành công, là vì tôi biết tôi là ai. Cũng như em này có cái bồng cảm, tôi đã chắc một điều, cứ chơi mi rõ ràng, đừng có tham nhiều quá. Tôi nói thật, bây giờ tôi mà ở, tôi không chịu đi, tôi không cần đi. Tôi ở nhà mà tôi mở cái bồng mạch là tôi ăn tiền ngon lành, ăn chắc lên thôi. Bây giờ biết rằng là cái đó là hiệu quả rồi. Nhưng mà mọi người nhớ, mình chuyên sâu đến chi biết không, là mình sẽ biết rằng những cái mà mình đang làm hiệu quả và có những cái cũng như vậy mà không hiệu quả là tại sao. Thì cái đó nó đổi hỏi phải có thời gian, không ai mà bước ra là làm được liền. Cái thời gian đó là nó để nó rèn luyện cho mình, nó cho mình cái những cái hiểu biết và bổ túc những cái kiến thức mà mình còn kém trong quá trình trị liệu. Thí dụ như một người bị lao, cái điều tôi khuyên nhất là cho mọi người thì gửi bệnh đến cho một bác sĩ, là bác sĩ đó phải là bác sĩ chuyên về lao. Và mọi người biết bác sĩ lao làm gì không? Có mấy cái khám bệnh, cho xét nghiệm. Còn phim giờ đọc là có bác sĩ làm siêu âm, là em trai đã đọc hết rồi. Bác sĩ mà chuyên về lao cũng không có thèm đọc, nó đọc kết quả thôi. Và thuốc men thì chỉ có mấy công thức đó thôi. Vậy mà nó suốt cả cuộc đời nó phải làm gì đó. Mà mình phải tôn trọng. Tại sao chứ? Tại vì nó làm riết mình tưởng đâu là chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà thực ra cái bề dày của cái kinh nghiệm ấy, thì nó nhìn một cái người bệnh nhân mà bị lao ấy, là lao giai đoạn nào, là lao này có chữa được bao nhiêu phần trăm và cách chữa thế nào. Cái sự tiên lượng của người bác sĩ mà lâu năm ấy, là cực kỳ quan trọng. Hồi xưa tôi trong bệnh viện có một cái anh mà tôi vẫn còn nhớ tới giờ, anh làm lao hồi từ Pháp cho tới giờ. Mà hễ mà bệnh lao cỡ nào vô ảnh là cũng khỏi bệnh. Là vì sao em? Anh có nghề đó, anh dọc nghề đó, anh biết rồi. Còn những cái bác sĩ khác nó vô á thì thấy là có vẻ dễ nhưng mà thấy thật. Thế thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Tại vì tôi là dân thầy thuốc, cho nên tôi hướng mọi người đi theo cái con đường của một người thầy thuốc chuyên khoa, chứ tôi không cho mọi người đi làm lung tung. Mọi người mà làm lung tung ấy là chỉ có thiệt cho mình thôi, không có lợi đâu. Mà dân chúng mình ấy, nó có một cái điều mà mình phải nói, dùng cái chữ miền Bắc có vẻ đúng hơn, khốn nạn. Mình giúp cho người ta được ấy, thì người ta cảm ơn, người ta kính trọng, người ta chào hỏi quý báu. Nhưng mà mình có sơ xuất cái đó thì nó trị mình tới nơi tới chốn. Mà không phải nó trị nữa, mà gia đình nó trị, nó đánh đập mình. Anh em thấy trong bệnh viện không? Bây giờ bác sĩ bị quánh hoài rồi. Tất nhiên là bác sĩ ở trong bệnh viện đó, nói thì nói cũng có nhiều cái khuyết điểm. Tại vì là ổng quan liêu của mình, ổng nghĩ cái bệnh viện này của ổng. Thật ra là đôi khi ổng đối xử người ta không được đẹp lắm. Chứ thật ra là một người bệnh mà đến với mình ăn cần, không ai đi quýnh một đầy thuốc mà ăn cần. Mà là tại vì ông thầy thuốc á đưa ra. Cái ông thầy thuốc á, ông cũng có thái độ sao đó, rồi nó bức xúc là vậy chứ còn. Mà lúc bên cửa nào là chứ còn, người ta đến người ta ăn cần, người ta lo lắng, chăm sóc cho gia đình mình, không lẽ quýnh ta, đúng không? Mà chỉ có thằng khùng mới làm cái đó. Nhưng mà để nói
là cái nghề thầy thuốc cũng bạc bẽo lắm. Do vậy á, là mình tránh bớt cái gia cảm nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Cái điều thứ hai mà tôi căn dặn mọi người á, là khi mình về làng về xã mình làm mà tốt rồi đó thì cũng tốt rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mọi người đừng có bao giờ mà danh đảng lên nếu mà nó có giấy phép, không được quyền nha. Tại vì như tôi á, mà tôi làm ở đây, tôi làm ở Sài Gòn, tôi không được quyền căn bản. Mà tôi nói ở đây là hướng dẫn, chứ tôi không quyền chữa bệnh. Tôi có chữa bệnh thì tôi phải, ngoài cái chuyện tôi có cái bằng á, tôi còn phải có giấy phép của Sở Y tế cho phép thằng nghề. Phải có chứng chỉ nghề. Mà tôi á, thì có chứng chỉ hành nghề suốt đời. Nguyên em này con cho tôi có cái chứng chỉ hành nghề suốt đời, không cần phải 3-4 năm ký lần như trước nữa. Nhưng mà cái chứng chỉ đó tôi hành nghề ở cái địa chỉ ghi đó là ở Đồng Nai chứ không phải ở Sài Gòn. Mà hãy muốn về Sài Gòn mà làm á, thì tôi phải làm một cái chuyện từ Đồng Nai về Sài Gòn. Cái y tế mình nó có một cái đặc biệt này nè, giấy phép chỉ được sử dụng một nơi thôi. Còn nếu như mà làm nhiều nơi chắc là phải mở công ty, mở chi nhánh, chứ còn không có được quyền. Cho nên nó là nó hơi việc quốc tế, là tôi mà làm ở Sài Gòn là tôi phải lấy cái chuyển từ Đồng Nai về Sài Gòn tôi mới được phép làm. Tạm trú tạm vắng. Hả? Tạm trú tạm vắng 18 tháng. Đó, nó đủ chuyện trong đó. Thật ra thôi tôi thấy cái đó là cái chuyện đó là cái chuyện mà hủ tục, tôi dùng cái chữ hủ tục giấy tờ Việt Nam. Thấy không? Thật ra vừa rồi xem truyền hình nói là bỏ một số cái giấy tờ thủ tục này, nó tôi thấy rôm rà lắm. Việt Nam mình nhiều thủ tục lắm mà làm cho con người ta bối rối trong cái đống giấy tờ và cản trở cho cái sự mà tiến bộ của đất nước mình nhiều lắm đó. Thấy không? Thôi bây giờ trở lại vấn đề chuyên môn thì chúng ta thấy đây là những bài học của Cơ Vân. Thì Cơ Vân á, thì tôi nhắc lại, Cơ Vân là bệnh á, là khi nào bệnh đau nhất á, là Cơ Vân á, là có hai nhiệm vụ, nó co và giãn. Khi nào mà bị ở đây mà nó bị co, mà tại sao co, là vì bị nó chèn ở cổ. Rồi chèn ở cổ thì cái đó nó liên quan đến cái Cơ Vân, thì nó làm cho cái chèn đó nó làm cho co trở lại và làm cho đau đớn. Thành ra là mình sẽ giải quyết bằng cách làm gì? Làm cho nó giãn ra. Rồi khi nó giãn ra thì hết đau. Nhưng mà cái này chỉ là cái giãn đau của cái triệu chứng đau thôi. Nhưng mà cái chất nó đau là đâu? Là cột sống cổ. Cuối cùng cũng phải giải quyết cột sống cổ. Cột sống cổ giải quyết hai cách. Cái thứ nhất là mình kéo cổ. Cái này tôi sẽ dạy cho mọi người làm cho được cái này. Thành ra là mọi người phải rất là cẩn trọng cái này. Cái thứ hai là sau khi kéo cổ rồi thì duy trì cái chuyện kéo cổ đó bằng cái gì? Bằng đồ nâng cổ. Mọi người hiểu không? Tức là chúng ta điều trị có một cái quy trình rõ ràng, chứ đừng có một cái công thức rõ ràng, chứ không phải là mình cứ ba a tầng phù mình nhào vô mình chữa xong rồi hết rồi thì bệnh nhân tiếp tục mò tới mình nữa. Và trước khi mà một bệnh nhân đến mà chữa bệnh cho chúng ta thì tôi dặn dò mọi người á, là nhà nào mình chữa mình cũng có phải ít nhất là 4-5 cặp đá. Đấy chị biết không? Người ta tới mình khoan nói vậy đó. Mình làm nóng đá rồi mình cho người ta chườm cổ trước. Rồi sau khi chườm á, mình cho người ta ngồi 15-20 phút gì đó tùy mình. Mình cho cái đồng hồ canh xong bắt đầu mình đã chữa. Thay vì mình bơm máu thì bây giờ mình đổi cách bơm máu bằng cách là chườm nóng, và cái điều trị mình sẽ có rất hiệu quả. Đó là kinh nghiệm. Ok chưa? Thế thì bây giờ mới nói lại thêm cái phần đá. Hồi tối hôm qua là tôi có bàn với ở trong Sài Gòn rồi, và ở đây á, là tôi cũng có bàn với anh Thăng với Tuấn rồi. Sở dĩ đó là đề cử anh Thăng với Tuấn là làm lớp trưởng lớp phó là để theo dõi sát sao mọi người
Vì trong tương lai cái lực lượng mình càng ngày càng mạnh thì mình càng phải có cái sự mà theo dõi với nhau để hỗ trợ cho nhau chặt chẽ. Nếu mà mình có cái thực ra là bệnh nhân mà khi mà bước vô trong cái chỗ mình làm là cái hay nhất là đau huyết áp theo dõi mạch trước là bao giờ cũng hay, cái đó hay. Cho nên cái chuyện mà dồn nát không dồn nát cái đó không phải là quan trọng, mà cái quan trọng là mình vì có những trường hợp mình đo lên mình thấy nó lên 18, 19/10, 11 mình ốm như gì mình dừng cái nó chết luôn tại chỗ. Thực tế là cao huyết áp và trường đá thì huyết áp nó giảm mà vì nó lưu thông máu nó giảm căng. Thực ra là huyết cao là mình chườm đá nó hạ xuống liền, mặc dù dù mình chườm nóng. Cho nên mấy cái thằng cha mà nó nhậu vô rượu á, mình nói là uống rượu vô là huyết áp cao không có đâu, uống rượu vô chút xíu huyết áp xuống liền, tại nó nóng nó giãn mạch. Nhưng mà thôi nói vậy mình cho nó xuống, dù lĩnh đạp đo đo mặt đo nhiệt độ làm dữ dằn thấy không. Ta nói trời ơi, này làm cái chuyên nghiệp nhiều khi đo không thành quá. Rồi, tôi nói tiếp, xin lỗi nha, bây giờ ông hỏi nhưng mà mai mốt người đừng hỏi cái đó chứ tôi. Tại tôi đang giảng đó, thì tự nhiên thọt vô hỏi chứ là tôi quên mẹ đó. Bởi vì cái chuyện hỏi của mấy ông đó là để sau cái buổi học đó, chứ đừng có hỏi, muốn gì thì ghi giấy đi, rồi cái là hỏi sao. Rồi. Thế thì tôi có nói là cái vấn đề mà cái tổ chức của mình này, bây giờ là cái lớp này là mọi người sẽ phải gắn bó với nhau. Cho nên hồi nãy tôi quên nói cái chỗ mà ví dụ như mấy ông Hòa Bình á, thì nên làm cái nhóm của Hòa Bình. Thì ở đây hai người, cô kia nó ba người. Thì ví dụ mình liên lạc nhau, cái nào cũng cần biết. Thì mọi người họp hành với nhau trên đó. Ví dụ tuần họp đó là 3 ngày, 4 ngày gì đó gặp nhau rồi trao đổi với nhau. Thì bây giờ mình học cái lớp này coi như anh em trong nhà rồi. Rồi những cái nhóm, ví dụ như ở đây có người nào ở gần Đống Đa thì làm nhóm Đống Đa. Rồi người làm ở Tây Hồ thì làm nhóm Tây Hồ. Tại vì á, cái lớp mình á là ở đây chỉ mới có 30 mấy người dựa trên danh sách. Nhưng mà sắp tới nó lên 300 người. Thì mỗi những cái người mà ở ngay cái địa phương đó là có cái nhóm đó, rồi sau này mình sẽ nhập vô từ từ. Giống như cái này tôi làm hồi xưa, cái thời mà tôi về Hà Nội lần đầu tiên á, thì ở mỗi quận huyện là có một đội cảm xã, một đội về là mấy chục người á, hồi xưa cái đội quân cảm xã đó chứ không á, thành ra là mọi người đi hết trong cái thành phố Hà Nội này á, là hiện nay cũng khoảng cả mấy ngàn người học cảm xã, không có ít đâu. Thành ra hồi xưa tôi mỗi lần tôi gọi cảm xã cái lên là tôi không có chỗ ngồi, tại vì dân cảm xã đông lắm. Do đó bây giờ dân này dân thập chỉ liên tập, nhưng mà mình để cái tên để cho dễ phân biệt á, thì mình gọi là ba chức tăng thập củ đạo, nhìn có dễ dọa thuộc. Thì khi cái nhóm đó, cái nhóm đó là của ở các địa phương, còn cái nhóm mà chính ở đây á, là mỗi tháng sẽ có một kỳ họp. Thì cái chuyện này á, là do anh Thăng và Tuấn điều khiển cái chuyện này. Rồi tiếp một cái nữa, mọi người chú ý nè, là ở dưới tầng dưới mọi người thấy đây á, rồi sắp sửa xây lại rồi, thì mình có cái văn phòng dưới đây, và sau đó chúng ta sẽ những người câu lạc bộ á, những người mà làm ở đây á, thì tới ra xuống đây mình sẽ chia cử ra, thì hai người mà phụ trách chính ở dưới chắc chắn là anh Thăng với Tuấn rồi, thì mình sẽ chia nhóm ra. Ví dụ như một tuần thì có 2 hoặc 3 người đăng ký ở đây, thì có thể là 4 người cũng được, nhưng mà 2 người sáng 2 người chiều tùy theo điều kiện của từng người, thì mình sẽ ngồi trực ở đây. Trực ở đây á, thì mình lại làm một cái sổ hẹn bệnh, thì mình nói mình để giúp mọi người thôi, mục đích của mình là mình giúp ta để mình động viên và học hành, chứ không phải là cái chỗ chữa bệnh, vì mình không có phép. Nhớ nghe tôi nói không? Đấy. Thì khi mình làm ở đây á, thì mình hẹn người ta
một người là mình hẹn là 8 giờ rưỡi rồi 9 giờ rưỡi rồi 10 giờ rưỡi, ví dụ vậy, thì mình có cái giờ hẹn đàng hoàng, rồi mình làm cái lịch hẹn đàng hoàng để ta tới thì người ta được mình giúp đỡ cho, rồi mình tư vấn cho người ta chuyện học hành tiền tự chữa bệnh. Thành ra là cái quan trọng nhất của mình đây là sắp sửa mình có cái nhà, cái đó là cái quan trọng để mình lui tới. Rồi khi mà tôi về nước á, là tôi sau này tôi cũng ở đây luôn, tôi không ở chỗ khác. Thành ra là tôi ngày đêm tôi ở đây. Thành ra là khi mọi người mà đến đây mà thực hành á, là tôi ngồi kế đó tôi hướng dẫn luôn cho cái vô. Mọi người hiểu tôi nói chưa? Tại vì mình không phải học cái này không, là còn những lý thuyết, những cái cơ sở khác nữa. Tôi hướng trong lúc tôi ngồi đó tôi coi. Rồi sau khi á, là tôi hướng dẫn cho mọi người đó rồi, rồi sau đó là chừng 2 năm nữa, kế hoạch là 2 năm nữa là bác chủ tịch Vũ Quang này nghỉ ở đây, ông sẽ xuống phụ trách cái phòng này. Tôi có mời ông rồi, tại vì ông lớn tuổi rồi, thì ông về ông nghỉ, ông sẽ phụ mình ở đây. Thì dù sao mình có cái đa, cái đề, dựa cũng được. Thì bác ngồi đó, rồi tôi với mọi người sẽ, lúc đó mình sẽ liên hệ chặt chẽ hơn. Rồi nếu như, tôi dùng cái chữ nếu như cái điều kiện của mình còn tốt nữa, thì trong nhóm mình có anh em bác sĩ nào đó, thì có khả năng mình sẽ xin giấy phép đăng quang. Thì mình làm cái phòng khám nhỏ nhỏ ở đó, thì lúc đó có giấy phép. Thì lúc đó mọi người sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Rồi tôi huấn luyện cho mọi người. Mọi người hiểu tôi nói chưa? Nhưng mà trong đó có một cái vấn đề vậy đó. Cái chính của mình ở đây á, là mình sẽ dùng đá để cho là cơ bản từ trước tới nay. Nhưng mà tại vì á, là ở chỗ mình á, là hồi xưa thì giao cho bên Liên Hiệp này để mà làm đá ở số 1 đồng tác cũng vậy. Rồi những người gửi đi thì nhờ là Hạnh cũng phụ trách cái đó. Thì tôi sẽ làm cái chỗ ở đây. Thì hai người phụ trách là anh Thăng với Tuấn á, sẽ riêng đặt cách hai người này sẽ mọi người sẽ liên lạc mà cái nhóm này thôi nhé, anh ta phải có danh sách rồi anh em sẽ đến lấy đá trực tiếp ở chỗ Thăng với Tuấn, hiểu chưa? Và khi mỗi người đến nhận nó thì sẽ trừ 10%. Mục đích đó là tại tôi làm, tại sao để trừ 10% để cho anh em ở gần gần ở đây làm thì mình có cái trừ phần trăm đó để mình làm cái chi phí cho mình cộng đồng, hiểu chưa? Chứ trước giờ đây mình không có trừ, tại vì mấy người này bán cái thẳng thân đó. Nhưng mà nhóm này sẽ trừ, nhưng mà nhóm này chỉ trừ cho những người có danh sách trong riêng trong lớp này thôi, không có bán ra bên ngoài, không có bán ra bên ngoài, chỉ cung ứng cho lớp này thôi. Còn như ví dụ như ở đây ở Hòa Bình thì em đây đi xuống này xa quá, ở Bắc Giang xuống này xa quá thì sẽ gọi điện, mà mình đã đăng ký số điện thoại dưới anh Thành với Tuấn đó, là lấy cho tôi cặp hai cặp dẫn trừ 10% như thế. Và những người này sẽ gửi chuyển nhanh cho đó, nhưng mà thực ra là tiền gửi không bao nhiêu, thì cái tiền gửi mình sẽ trả, anh em nhận sẽ trả. Rồi trả cho cái người mà giao đá đó. Nhưng mà trong cái phần tiền đó, là ta đã trừ 10% cho mình rồi. Thành ra cái đó là cái lợi thế. Hồi xưa đó, là mình mua số lượng nhiều thì còn xét lại, giờ mua ít cũng được, để cho mình có cái điều kiện để mình hoạt động. Mọi người đồng ý chưa? Đó. Thế thì mình mở ra thoáng một cái để cho anh em có điều kiện hoạt động. Nhưng mà tôi có dặn với Thăng với Tuấn, thực ra là mình ở đây mình ngay cái đồ tôi giao ở đây chỉ trừ có 5% thôi, nhưng mà đối với anh em mình muốn luôn tâm để chia để anh em mình có thể hoạt động được, có thể hoạt động để có làm việc được, thấy không? Và ngay cái chuyện tôi nói trước luôn anh Thắng à, ngay chuyện mà sau này thì mình bố trí cái chuyện làm ở đây chẳng hạn, thì cái người trực ngày, bởi vì sau này anh với Tuấn phải chia trực ra cử người ở đây, thì mình trực ở đây thì cái ngày trực mà người nào khám chữa bệnh đó đó, mà có ta mua đó đó, mà người đó là ở trong cái của mình nhé, chứ không có bán cho bệnh nhân nha, bệnh nhân thì chỉ lên vào đây, còn cái của nhóm anh em mình ở đây á, thì điều trừ hết,
để cho anh em có điều kiện để làm việc. Đấy, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp sau này, thời gian sau này. Rồi còn một cái nữa là cái nhóm này là như hồi nãy vào sáng này có cái anh ở bên chữ thập đỏ ở đâu đó, anh lên trao đổi, tôi nói chuyện với thằng này thì mình bàn là nếu mà bên đó được thì họ tổ chức cho dân chúng đó. Ngày chủ nhật nào, ngày nào rảnh đó, ngày chủ nhật nào hoặc ngày nào đó thì họ tập hợp dân chúng lại, mình đến mình giúp cho vào buổi sáng, thì lúc đó mình thông báo cho ở trong cái nhóm của mình, thì nhóm mình đi lên qua đó thì mình giúp cho bà con. Mà thực ra trong cái vấn đề chuyên môn á, người ta nói giúp á có nghĩa là giúp cho người, tức là đang giúp mình. Tại vì á mình làm riết là mình giỏi, còn mình không làm là mình lục nghề. Do đó có những cái điều kiện mà tốt á thì chúng ta kéo nhau đi, vừa giúp được cho đồng bào bà con mà vừa được rèn luyện tay nghề. Do đó là hôm nay tôi nói nhiều như vậy á là vì chúng ta bắt đầu bước vô chuyên môn rồi. Thật ra là mọi người chú ý cái đó. Rồi trả lời vấn đề chúng ta thấy á, thì khi mà cái dấu đỏ này á là cái bệnh mà của cột sống cổ nó lan truyền xuống ở cái vùng mà màu đỏ, nhưng mà cái phản ứng của nó thì ngược lại thì ở màu xanh. Mọi người thấy chưa? Thành ra ví dụ như là ở đây nó bị ngay mấy cái điểm này thì nó bị đau nửa đầu, rồi nó đau vai, ví dụ vậy. Rồi ví dụ như ở đây là ngay cái cột sống cổ này thì thực ra nè, mọi người thấy cái dấu thập ở đây ha, thì nó làm đau lan đỏ hết cái vùng này, rồi cái màu xanh nó cũng ở đây. Thì mình thấy là nó có vẻ là có hơi là rắc rối vậy, chứ thực ra là lần lần mình sẽ quen. Cũng như là nó bị ngay cái cơ vân mà chỗ ngay cái xương bả vai này thì nó bị ảnh hưởng cái cột sống lưng. Cho nên đó, là mình sẽ thấy nhiều cái hấp dẫn là vậy nè. Khi tôi chữa ở đây xong, tự nhiên này hết đau. Thấy cái là cho nó. Và có một cái nữa, có những cái trường hợp nó đau ở đây nhưng mà nó lại đau thắt luôn cả cái cơ bụng mình. Mình nói ôi sao kỳ vậy. Nhưng mọi người, khi mình đã chữa cột sống cổ thì tôi yêu cầu mọi người đừng mò ra chỗ khác. Người ta nói bây giờ thầy ơi tôi bị ở đây, mình nói được, đi chạy đi vô, nhưng mà mình tập trung cái cổ, vì tôi đã nói từ đầu rồi, tất cả bệnh là chính cột sống cổ ấy. Sau khi mình giải quyết cột sống cổ xong, khi mình hỏi cái bụng sao này, nó sao giờ ra hình, lúc đó mình mới hiểu là cái đau nó lan tỏa ra mấy chỗ này chứ còn không phải đau chỗ này. Tất nhiên trong cái nội khoa còn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi đã nói mọi người rồi, mình giữ ở cái gốc cột sống cổ thôi, đừng đi xa. Còn nếu như mình đã giải quyết cột sống cổ rồi, nó hết đau cổ rồi, nó hết tê tai rồi, nó khỏe rồi, nhưng cái này nó đau, rồi chạy bữa lại nó nói bây giờ khổ đau hết đau mà cái này chuyển đau, nó thôi đi vô bệnh viện rồi chắc. Mọi người hiểu chưa? Tức là mình chỉ lưu trú trong cái của mình thôi, để đừng bị dẫm chân vô những cái khác mà không được hay lắm. Rồi mọi người nhìn ra đây ha, thí dụ như ở cái dây này đây nè, nó đau ở cái C1, C2 đây nè, nhưng mà nó lan xuống ngay cái bả vai luôn ha. Thì cái này cũng vậy, mình thấy những cái cơ vân nó kéo vậy nè, nên là tại sao nó đau ở những vùng này mà nó kéo ở đây ha, và nó làm cho tê cả cái cánh tay của mình. Ở trong cái chuyện mà mình học cái bài mà của hệ tuần hoàn á, thì nó làm vuốt, làm đẩy cái máu. Nhưng mà mình trong khi học cái bị xuyển, mọi người nhớ không? mình bấm bật cái đấy, bật nó nổi lên á, nhưng mà mình chỉ mới cái bật này thôi, mình chưa biết tới cái lẩy, cái bật ở những cái cơ vân xung quanh đây và những cái chỗ này, thì từ trước giờ mình chưa tới, thì bây giờ mình học mình sẽ thấy mấy cái điều đó. Rồi, em mở cho thầy bài 2. Cái đồng hồ này á, nó không bằng đồng hồ đó. Thành ra cuối cùng em lại tốt, thầy này bị lừa. Cái này của China.
Cái của Mỹ mà ở kia tốt hơn, nhưng mà lỡ xui rồi mua này với lỡ cho rồi như hố. Cái này nó tiện lợi là khi mình đi tập á, rồi mình đi vào đó mình xem liền được. Còn cái này không được, mình phải mở điện thoại, rất là bất tiện. Mà lỡ rồi, để mốt mình sẽ tìm cách đẩy nó đi mua lại đó. Rồi, bây giờ là chúng ta bắt đầu vô cái bài 2 ha. Thì mình thấy đây nè, tôi đề sao nửa đầu mi khan nè, ảnh hưởng đi C3, C4. Thì như vậy á, là chúng ta thấy á, là đây một người mà đau cái đầu mà giật rồi anh ta hay nói mi khan á, thiên đầu thống á, thì mấy cái này á, là có khó chưa không? Không có khó, vì mình chỉ giải quyết cái cuộc sống cổ á, là người ta ổn định ngay lập tức. Nhưng mà có một cái á, là mọi người nhớ cho tôi nè, khi bị cột sống cổ thì bao giờ cũng có dấu hiệu của cái cánh tay tê tay, mỏi tay, rung tay. Thì những cái triệu chứng đó nó kèm theo với chuyện đau đầu á, thì mình sẽ nghĩ đến ngay cột sống cổ đi. Nhớ nha, thấy nó vậy chứ không có đơn giản đâu. Rồi có những người bị ù tai, có những người bị ngửi không được, có những người mờ cả mắt luôn. Thì mọi người á, là khi mình làm á, ở nhà thì mình chịu khó lấy cái sổ mình ghi chép cái bệnh nhân đàng hoàng và cái triệu chứng mà ta nói. Thì nó có cái độc đáo là gì, là người ta đến á, mình nói á, tôi á, là học có cái nghề cột sống cổ đó, cho nên ai đến đây tôi giải quyết cột sống cổ, còn những cái khác tôi không nhận. Mọi người nhớ cái điều đó. Để chi biết, nhiều khi nó đang mờ mắt mình giật cái cổ cái nó tự nhiên cái nó mắt nó sáng lên, trời ơi hay quá, thì mình ghi chép lại cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Nó mà hiểu ý này nói chứ. Còn nếu mà mình làm cái mà mắt nó không sáng mà nó nói tôi bây giờ tôi hết đau gáy, đau cổ tê tai như sao mắt không sáng, nó về đi vô viện mắt cả. Đấy, cái đó là sự khôn ngoan của thầy thuốc. Mọi người biết á, tôi lại nhắc thêm một cái lần nữa để cho mọi người thấy cái cực kỳ cái quan trọng cái lời nói cũng như cái sự ghi chép ở trong sổ này. Một bệnh nhân đến mà kể cho tôi nghe là bị đau bao tử rồi cái này nọ đủ thứ, tôi đồng ý hết á. Rồi sau khi tôi hỏi cho kỹ thì mọi người biết tôi viết cái câu sao phải không? Chẩn đoán nghĩ đến đau bao tử. Mọi người thấy cái câu nói của Tây Y nó khôn lắm. Nó nói tôi nghĩ đến mà, chứ tôi không có nói này đau bao tử đâu. Còn đau bao tử thì phải có làm siêu âm, rồi phải có cái gì đầy đủ hết để mà xác định cho nó đúng là bao tử thì mới nói là bao tử được. Có nội soi, có đồ các thứ thì mới được. Chứ còn không bao giờ mà viết cái câu là thằng này đau bao tử là mình hại mình rồi. Em, cho nên nó khôn lắm, nó bao giờ để chữ nghĩ đến em, hoặc là có khả năng vậy đó, chứ nó đâu có nói. Thì cái từ ngữ của thầy thuốc mà chữa bệnh á, nó giống như từ ngữ của mấy ông ngoại giao vậy, nói mấy câu để tạo rầy mình em, mà có những cái sơ suất trong đời mình không hiểu tại sao vậy, thì mình phải có những cái câu nói cho khéo, cũng như mình nói bác bị cổ phải không? Được rồi, bây giờ triệu chứng sao rồi tôi chữa cho bác nha. Chữa xong người ta hết, người ta mừng quá, hay không, trời ơi quất kêu hết liền đó. Mình nói mạnh bạo vậy, bị ta hết thấy không? Còn nhưng mà mình cũng phải thận trọng, mà khi mình chữa xong nó nói sao không chữa nó cũng bớt vậy, cho mình hỏi thêm coi nó có tiền sử bị quất đâu, nó tiền sử là bị axit tăng lên không, rồi hoặc là nó béo mặt quá là nó không hết đâu, rồi mình hỏi cho kỹ, thấy không? Nhưng mà cuối cùng mình vẫn nói một câu thòng, mình nói tôi chuyên đề về cuộc sống cổ và tôi chữa cho bác là tôi cũng cố gắng hết sức mình rồi thôi, bác vô bệnh viện bác khám rồi nó có cái gì nữa không, chứ còn tôi không, hoặc là
bác cứ về bác đi thầy thuốc đi, còn tôi một mặt tôi hỏi lại thầy tôi cái câu mà khôn nhất ấy, tôi hỏi lại thầy tôi có gì tôi sẽ xem lại cho bác. Thì khi mình nói câu đó không ai thầy mình đó, mình phải nói cho khôn, không ai thầy mình đó. Thấy không? Rồi bởi vì nhiều khi mình chữa không hết, cái nó nghe mình vô bệnh viện nó mới thấy một cái khối u nằm trong đó, chết mẹ rồi. Cũng may là nó vô nó rồi thấy, còn mình đè nó bóp riết nó chết chắc, hiểu chưa? Cho nên đó là cái khôn của cái người chữa bệnh đó, là ở chỗ đó chứ không phải là khôn là nói giọng thần y. Cũng như có một cái ông thầy đã chữa nổi tiếng, ông ấy nói là tôi không có bệnh gì tôi chữa cũng được, tôi chỉ chữa được mấy bệnh này thôi, tức là bóng quyền đó nha. Trong đó ông có chữa một cái bệnh 3 giờ đô, bấm cái hết liền. Rồi tôi biết thằng này điên rồi, hiểu không? 3 giờ đô bấm liền tao hết được. Không hiểu 3 giờ đô là gì. Tại ra mới phát biểu một cách liều mạng vậy. Chứ mà bác sĩ như ông này mà bác sĩ, bây giờ ông nói giờ ông không chữa thuốc mà ông nói bấm quyền bấm cái 3 giờ đô hết liền, thì mọi người biết ông là gì chứ? Ông là thần rồi. Tại vì từ Bắc chí Nam á, những cái bệnh viện này, những cái bệnh viện, những cái chuyên khoa về nội tiết tố á, mà nghe nói có thằng nào mà nó rờ cái 3 giờ đô hết liền á, tiền đó là được các bác sĩ khác cổng đi. Bởi vì người ta chữa vất vả lắm. Mà thậm chí hồi xưa cái thời mà tôi cách đây là 30 năm, mà lúc mà tôi phụ mổ ở bệnh viện Bình Dân á, là đã từng có người chết vì mổ 3 giờ đô, chết ở giường bệnh luôn. Không có đơn giản như là cái chuyện mà mình thấy trong phim á, là bố 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 cái bố mất tiêu. Ảo thuật gia hoàng biếu. Ok, nói vậy là mọi người để thấy ha. Và như vậy là chúng ta thấy nè, đau cứng cỏ cổ ha, không có quay cứng lại được, nhưng mà lại có dấu hiệu gì là đau những cái dấu hiệu này, đỉnh đầu rồi mắt đồ các thứ. Thì cái này á, là ngoài cái việc mà chúng ta giải quyết cái cổ xong rồi, thì chúng ta có một cái phương pháp gọi là bật lấy cái cơ quan này thì lập tức biến thành. Nhưng mà có một cái điều á, là tôi muốn nói với mọi người á, là khi bật lấy cơ quan thì người bệnh rất đau đớn, đau lắm. Nhưng mà hết cái đau đó thì người đó không còn đau. Nhưng mà cái đó khó. Nhưng mà riêng cái chuyện mà cứng cổ mà thấy đứng về sáng nó đứng dậy cổ mà quay cứng như này, không có quay, lái xe quay không được. Thì chúng ta đã giải quyết xong rồi, mà nếu biết cách bật lễ cái là người ta quay cách dễ dàng. Thì cái chuyện đó lần lần trong cái ngày hôm chúng ta cũng phải học cho được. Rồi bây giờ là có những cái điểm đau mà nó lưu trú ở những cái điểm này thì cũng do cái cột sống cổ mà ra hết. Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.